Mortlach có một số điểm nổi bật và đáng chú ý. Điều này làm cho Mortlach trở nên phổ biến và được yêu thích bởi những người thưởng thức whisky trên thế giới. Trong video này, em Hiếu sẽ chia sẻ một số điểm nổi bật của Mortlach mà anh chị có thể tham khảo. Đầu tiên đó là về phương pháp chưng cất. Mortlach sử dụng phương pháp chưng cất độc quyền 2.81 lần và được in ở trên vỏ chai như thế này. Với cái phương pháp chưng cất độc quyền này tạo ra một hương vị rất đặc trưng và phức tạp của dòng Mortlach. Thứ hai đó là về hương vị. Mortlach nổi bật với những loài hương vị của hoa quả chín, caramel, mật ong và với hương thơm của gừng sôi. Đây là một dòng whisky rất đậm đà và để lại nhiều ấn tượng cho người thưởng thức. Tiếp theo đến đó là các phiên bản. Mortlach có những cái phiên bản từ cơ bản như là 12, 16 cho đến những cái phiên bản cao cấp như là 20. Về lịch sử và uy tín, Mortlach được thành lập vào những năm 1823 và sau đó trở thành một nhà máy chưng cất nổi tiếng, uy tín và được người dùng trên thế giới đánh giá rất cao về chất lượng của sản phẩm. Và cuối cùng đó là việc kết hợp với các món ăn. Mortlach thì đa phần kết hợp được với các món ăn truyền thống của người Việt Nam. Vì vậy đấy là một sản phẩm rất được ưa chuộng bởi người dùng whisky trên thế giới. Với một số điểm sau thì làm cho whisky trở nên đặc biệt và phổ biến hơn. Nếu anh chị vẫn còn thắc mắc về các dòng whisky và các dòng rượu vang, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube của Avino Wines hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737.